Dạ, cho con hỏi tại số điện thoại của chú Hùng không ạ? À, đúng rồi, ai đấy, có việc gì nói đi. Dạ, con có đặt hẹn nhờ chú tư vấn với giúp đỡ cơ. À, mình bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con sinh năm 92 à? ạ. 92 thì anh em thôi, em bằng nhỏ anh 5-6 tuổi chứ mấy. Có việc gì nói đi em. Dạ, em có vay ở trên app đó cơ. Trên app à? Mà bị... Dạ. Hiện tại Mà bây giờ... là vay trên đấy là nhiều Dạ, hiện tại là nó cũng phải là mười mấy app rồi cơ. không? Mười mấy app à? Dạ, nó nằm trong một cái ví á cơ. À, tổng tiền ước lượng bây giờ khoảng bao nhiêu? Dạ, hồi sáng cái anh đi cộng sơ sơ cho con cũng là cũng trăm. Anh nào cộng? Dạ, ý là hồi sáng không nhờ cái anh kia cộng giùm á. Là mình không biết Không cộng mệt là à? không cộng. Không phải con mệt, không cộng nổi nữa. Là mình có gia đình chưa? Dạ có gia đình rồi ạ. Rồi à, chồng đâu? Dạ chồng con đi làm thì đợt đó là con cũng vay kiểu giống như là vào cái đợt dịch thì con vay con không cho chồng con biết đó cơ. Xong bây giờ Giờ chồng biết chưa? biết rồi ạ, biết rồi thì chồng con mới lên trên mạng coi thì mới xem được cái thông tin của chú rồi mới kêu con là gọi điện là chú giúp ạ. Rồi chồng nói gì không? Dạ thì chồng con cũng hỏi cặn kẽ là vay như thế nào thì con cũng kể là con vay mới đầu chỉ có một hai app thôi, xong rồi sau này thì giống như nó cứ ép mình vô cái thế là cứ vay từ app này trả qua app này rồi cứ dần dần là cứ hai app trả một app xong rồi năm app trả được hai app, nó cứ như vậy lên. Thì đợt vừa rồi con cũng nhắn tin con xin là thôi cũng nhiều quá rồi thì cho con trả ít thôi mà nó không chịu, nó chủ ghê lắm chú. Thì bây giờ chuyện tiền nong mà Xong rồi mình vay tiền người ta mà bây giờ mình lại như thế thì họ sao đồng ý được. Thêm nữa là app ở cái tụi này nó rất là căng chứ, nó không phải là như vay mượn bên ngoài, dường như là mình đâu có cơ hội nào để đàm phán nói chuyện với tụi nó đâu. Bây giờ thế này nhé, bây giờ cái chuyện app ấy thì anh nói rõ thế này này, nó rất là phức tạp, để anh cần phải biết xem là nó là những cái app nào. Thêm nữa là em cũng phải trao đổi lại với chồng cho nó chi tiết. Bây giờ em tổng hợp lại cho anh xem là em nợ gồm những cái app nào, ghi lại cho anh tên app nhé, tên app rồi cái số tiền mà em vay, rồi số tiền em nhận được, rồi ngày vay với ngày trả, em tổng hợp ghi thứ tự 1 2 3 4 ghi thứ tự đàng hoàng vào vào trong tờ giấy, xong rồi gọi lại cho anh vào ngày mai nhé. Dạ, mà nó cứ đầu hôm nay nó gọi điện À, cho anh dặn cái gì thì chồng làm con cái thôi. đấy đi nhé, chứ bây giờ nước đến chân rồi mới tìm đến anh thì đâu có thể ép buộc anh phải xử lý thế này xử lý thế kia trong khi bây giờ buổi tối rồi, không Nó có cách đang nào đang bực là cả nhé. nó. Bây giờ buổi tối đội IT của anh nghỉ rồi nên là không có cách nào xử lý hết, rồi kể cả anh cũng không mấy. Mai phải chuyển cho anh cái thông tin đấy rồi anh mới chuyển sang phòng anh rồi mới phân tích rồi mới đưa cái phương án ra để cho em xử lý được nhé. Cái Zalo của anh ở trên kênh ấy 0941 615 666 nhé. Cứ gửi qua đấy cho anh nhé, kèm với cái chứng minh hai mặt nữa nhé là được. Rồi em cảm ơn ạ. Rồi. Tôi cũng rất là tình cờ các anh chị, tôi đang tính là tối nay sẽ làm mấy clip cho các anh chị đang chuẩn bị làm, thì cái cô bé này cố gọi thì tình cờ như thế này là tôi cũng trao đổi luôn các anh chị thấy không ạ. Lại là nợ áp. Tôi biết rằng là cái kênh của tôi ấy, cái nhóm người mà tìm đến tôi nó cũng không nhiều, chỉ là nợ công ty tài chính, nên là kênh của tôi gần như là nó thuộc dạng một cái dạng kênh khép kín chuyên dành cho cái mảng tài chính thôi, chỉ có ai bị nợ nần hoặc là dính dáng các vấn đề liên quan tài chính thì mới 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 vào đây. Tuy nhiên là tôi muốn các bạn vẫn vẫn phải chia sẻ cho cái video của tôi, bởi vì tôi nói với anh chị các bạn là những cái trường hợp mà các anh chị các bạn vé app ấy, tôi cũng đã nói chuyện rất là nhiều với lại những cái người mà chuyên đòi nợ áp, họ nói là tại sao các anh chị đấy khi mà mới vay tiền thì không lo mà tất toán sớm đi, và mà để đến khi mà nát bét ra rồi không còn cái gì rồi mới tất toán. Thì tôi cũng trao đổi với những người đấy là thứ nhất là lúc đấy người ta không có tiền, cái thứ hai lúc đấy đi tất toán ấy, thì tôi nói thẳng là người ta cũng muốn, nhưng mà người ta bởi vì một lý do là không có tiền nên là họ mới mượn cái này họ mượn cái kia rồi đắp qua đắp lại, bây giờ nó lên và lên đến một một cái nấc nào đấy mà không thể gồng được nữa thì tự nhiên nó bể ra,
đấy. Thế thì anh chị tìm đến tôi nó quá muộn màng, tôi nói thật. Ví dụ như cô này chẳng hạn đi, thì tôi rất là mong muốn là các anh chị mới vay lần đầu lần hai các anh chị tìm đến tôi, và tôi sẽ cho các anh chị những cái phương án. Các anh chị biết là mỗi người sẽ có một cái phương án riêng, mỗi người một phương án riêng. Ví dụ như cô bé này cô gọi cho tôi rồi, thì cô cho tôi một vài thông tin nhưng tôi thấy mơ hồ quá, nên là tôi mới phải yêu cầu cô là tổng hợp lại ngày mai đưa cho tôi mới đưa cho cái phòng xử lý của tôi, phòng đấy phân tích xử lý xem áp nào và lên một cái quy trình đưa cho cô này. Đấy là cái cách thức mà hiện tại tôi đang đang làm việc. Thì tôi cũng cảnh báo một lần nữa, thì hiện tại trên mạng có rất là nhiều người giả mạo là xử lý áp bùng áp, các anh chị lưu ý để ý giúp tôi. Những người đấy họ không có mặt mũi, không có đơn vị đàng hoàng, họ chỉ là những cái con nợ áp trước đây, chẳng qua là thông qua một vài cái lần mà bị nợ nần xong rồi họ có nhiều kinh nghiệm rồi họ chia sẻ lại thôi, chứ họ không xử lý được. Tôi cân nhắc anh chị, có rất là nhiều anh chị tìm đến tôi nói là anh ơi cái kênh này kênh kia người này người kia có bảo em chuyển từng này tiền, cuối cùng không làm được, xong rồi không trả tiền cho em, nhắn tin không bắt máy, gọi điện không trả lời. Tôi nói với anh chị tôi không rảnh mà tôi đi dọn cướp người khác, tôi nói thẳng luôn, nói từ này nó hơi lố nhưng mà tôi không rảnh. Các anh chị bỏ tiền trong họ, các anh chị phải biết họ là ai, mặt mũi họ thế nào, họ uy tín hay không, nói chung là phải chọn mặt gửi vàng, chứ đừng có các anh chị làm xong rồi cứ bắt tôi đi giải quyết. Tôi không giải quyết đâu ạ. Tôi nói thật sự, trước đây tôi còn rảnh nhưng bây giờ tôi rất là bận. Tôi nói thật sự với anh chị, vô cùng bận. Anh chị không tìm đến tôi thì người khác tìm đến tôi. Và tại sao tôi bận thì anh chị biết rồi, bản thân tôi có giá trị, tôi giúp được các anh chị thì các anh chị mới tìm, chứ còn một qua một hai người mà tôi không giúp được thì ai mà đi tìm tôi làm gì, đúng không ạ? Rồi, rất là cảm ơn anh chị. Tối nay tôi làm cái video này ngắn thôi, và tôi cũng muốn một lần nữa gửi đến tất cả những anh chị này. Vợ chồng chúng ta vay mượn, chúng ta đừng có giấu giếm, chúng ta cứ công khai ra đi. Tài chính lủng củng chúng ta công khai ra. Vợ trước khi làm gì hỏi chồng, chồng trước khi làm gì hỏi vợ. Bởi vì có nhiều người tôi nói luôn là chuyển tiền cho người khác rồi, ví dụ như đi lên mạng vay tiền, nó bị nó bảo là sai số tài khoản, sai nội dung chuyển tiền. Chuyển tiền xong mới nói ông chồng không kịp, rồi bà vợ như thế, ông chồng cũng như vậy. Và cái việc vay app tôi nói với anh chị, cái gì cố gắng làm sao hai vợ chồng phải hòa lại với nhau. Người ta bảo là thuận vợ thuận chồng thì tắc bể đâu mới cãi, quan trọng trong ấm thì ngoài êm thôi, chứ bây giờ gia đình mà không ra gì thì làm sao xử lý được. Còn nếu mà anh chị, tôi nói thật sự là có rất là nhiều anh chị nhắn tin cho tôi nhưng mà nhắn xong thì lại chặn tin nhắn gửi lại, thế nào tôi không thể nhắn lại được là một. Cái thứ hai, có rất là nhiều anh chị cần tôi nhưng anh chị lại không nhắn tin mà anh chị lại gửi kết bạn. Tôi đâu có thời gian, và đặc biệt là full rồi, cái danh bạ Zalo của tôi nó đầy mất, tôi không thể đồng ý được. Tôi cũng không có rảnh mà tôi nhắn cho các bạn. Nên tôi lưu ý này, tất cả các anh chị, các bạn khi tìm đến tôi nhé, khi tìm đến tôi, các anh chị muốn nhắn Zalo cho tôi thì các anh chị nhắn nội dung qua, tôi rảnh tôi sẽ trả lời. Số Zalo duy nhất của tôi là 0941615666. Và tôi nói với anh chị nữa, tôi có hai số, một số là 19004686, số này các anh chị cứ gọi thoải mái giờ hành chính. Còn một số tư vấn theo yêu cầu là 0833014014. Giống như hôm nay cái cô này cô gọi cho tôi là cô này có phải gọi cái số 0833014014 mới gặp được tôi. Tôi nói rõ luôn. Rồi. Không để mất thời gian, tôi xin dừng video ở đây. Cảm ơn các anh chị đã bớt một chút thời gian để coi cái clip này. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị. Xin chúc anh chị nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Và đặc biệt là tôi mong muốn anh chị sẽ chia sẻ cho tôi cái clip này. Cảm ơn anh chị. Nếu thấy video hữu ích, anh chị vui lòng chia sẻ cho tôi. Và rất mong được anh chị tiếp tục ủng hộ trong thời gian tới. Cảm ơn anh chị đã bớt chút thời gian để coi video vừa rồi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh chị. Chúc anh chị sức khỏe.